bộ phim do Viettel Media sản xuất. 2 3 10 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 Cái máy này em lạ gì? Chị nhìn em glimmer tỉ lệ mỡ trên người em là 0% gì đó. Máy này quá quen thuộc với em luôn. Nhưng mà để tập gym ấy thì em cần phải là mặc đồ gym cái đã. À, glimmer chuyên nghiệp đúng không? Mặc này không tập không có hứng thú tập. Ok rồi. Thế đi vào thay đồ đi. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái thử thách đấy là làm mọi thứ trên máy chạy bộ các bạn. Đấy, tạo điều kiện để cho hai thanh niên này đi làm lại răng. Máy chạy bộ à? Không hỏi mấy cảnh. Thôi đi vào thay đồ đi. Thay đồ không? Vào thay đồ nhá. Nói chung là cái trò này cũng đơn giản nhá. Thế nên là chị sẽ thị phạm như chúng ta kia. Sẵn sàng chưa? Chơi luôn. Ê, nhưng mà chơi là phải có đạo cụ. Thế là sữa của thằng kia nó ăn trộm bò em. À, ok. Bây giờ chị uống sữa rồi chơi. À. Rồi, bắt đầu. Lên số ạ. Rồi, này cũng rán. Có giản không, giản không? Uống lên, uống lên. Lên. Chạy bộ này. Chậm uống tầm ái ạ. Lên. Ôi giời. Nhưng bò em mới đẻ sữa. Vừa đi bộ uống sữa có cái gì đâu. Lâu nhỉ? Ôi, cái này nó cứ lên có mỗi 1.0 thế này. Bình thường quá. Tốc độ bây giờ là 4.0. Cố lên. Cố lên. Mức độ bây giờ là 4.6. Sóng sánh lắm rồi. Nào mày cho tao một con số đi anh. Con số gì? Ôi, cái này sao nó tăng dần rồi. Nhanh rồi. Rồi, 4.0 rồi. 4.0 rồi. Ồ, sữa hết. Chim mà chơi được 12 anh tặng chị triệu 2 luôn. Nửa bò này em. Tao thách mẹ số 10 luôn. Mời nhá, mời nhá, mời nhá. Ờ, mời. Nào anh em mình cố ấn nào. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 1, 10, 2, 3, 10, 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 Vâng, cuối cùng thì à. Chị quá tuyệt vời. Chị quá tuyệt vời. Đây. Quá tuyệt vời các bạn ạ. À. Quá tuyệt vời ạ. À. Chị mình đã chinh được phù mức đó là 10 điểm. Vâng. Chúc mừng chị. Chúc mừng chị đã nhuộm trắng được cái sân này. Vâng. 500 nghìn nhá. Nào chị Hai nhá. Chị Hai. Ừ. Tiền em nhiều mà. Sao? Có mì tôm đây rồi. Ủa, mì cơ à? Được. Nào, sẵn sàng nhá. Sẵn sàng nhá. Mấy bà tập aerobic rồi. Anh em đi làm giống như thoải mái tốt hơn. Dở. Đấy. Đây là điển hình của việc các bạn có thể là đi bộ ban sáng để tập thể dục. Các bạn có thể vừa ăn sáng vừa tập thể dục. Tiết kiệm thời gian đúng không? Đúng rồi, rất là tiết kiệm thời gian. Đúng không? Các bạn vừa đi cũng phải... Cố lên. Ăn đi, nói nhiều quá. Đánh. Lên đây. Cố lên. Có đỉnh không? Rồi. Ra con hàng đó rồi đấy. 9 đi. Tới đây. Tới đây. Nó mó rồi. Các bạn thân mến, sau khi mà các bạn đi bộ được một lúc các bạn có thể chạy. Mấy chân, mấy chân, mấy chân. Được. Tới rồi. Rồi. Thôi, nước mũi nó táo rồi. Thôi, nước mũi nó táo rồi. Mấy mẹ hai mà, chẳng thế. Lâu chị rồi đấy. Maximum rồi. Không ăn. Thấy không? Thấy không? Ừ, 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 ăn hết con mì đi được thắng. Tâm trí mình ở đây vừa nhảy vừa ăn. Các mày rồi. Các mày thấy cười không? Lấy cười, lấy chưa, cười chưa? Người có thể nhìn thấy thằng này nó thích quá trâu rồi. Bỏ nó một tí mờ đích thực. Đấy không mày? 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 Đấ
cái gì? Củ luôn. Củ luôn thế? Ừ. Bắt đầu chưa? Được ăn chưa? Ừ. Nhưng mà ăn nhầm tay chị thì rút ra nhá. Ừ, được rồi. Ok. Về chay hết rồi. Xong được tám. Ui, đừng lấy. Tí ăn đấy, tí ăn, tí ăn, tí nữa. Mới lấy được cái bộ trang điểm của mẹ em hôm nay. Em sẽ trang điểm của chị. Em chị cũng ngẩng cái gương mặt này em. Được rồi, cắm mắt dài, mắt mở to. Rồi, mắt chị rất giống mắt mấy con bò nhà em. Mặt chị rất hợp màu tím ra mà. Ui, rất xinh. Chị cứ yên tâm là ngày nào là em cũng đè mấy con bò nhà em cái cắt mà. Ui. Cho tăng số lên nhá. Hơi chậm. Tăng lên em 10 nhá. Ui, hơi 8 ơi. Rồi, được rồi. Tiếp theo là highlight nha, nắm tiên. Highlight rồi, không đủ rồi chị ạ. Không phải lợi dụng cơ hội á. Em thấy người ta make up là phải có cái highlight. Thôi, highlight, trong mũi cao. Rồi, còn ở ngọt má, còn highlight. Thôi, chọc tay vào mắt cái ta. Dán hơi rô đúng không? Em make up cho chị hình như hơi cháy nắng để đánh được tí son. Thế make up thì khó tính đấy. Em ạ, à, bây giờ lỡ rồi thì em sẽ cho chị thành cocker. Gì nữa hết được. Má hồng, má hồng. Má hồng đúng rồi. Má cocker là đánh khác rồi. Thiếu cocker thiếu, nhắm mắt rồi. Nhắm mắt. Mắt phải màu xanh. Mắt cocker màu xanh. Em thấy ok, đẹp rồi, xinh rồi. Ok, okay. Dừng lại để... Chị tin tưởng anh nghề của mày. Rồi, từ từ, trong này có gương chị. Ôi, vẫn chưa dùng à? Rồi. Rồi, em xem tóc không? Xuất sắc không? Xinh không? Này, các anh Melly không? Được, thôi, để em đi về cái đã. Ok, và clip của bọn mình đã kết thúc tại đây. Bởi vì là anh em chúng mình thì đã tím tay tím chân hết rồi. Và có một lời khuyên cho các bạn đấy là tuyệt đối không được thử cái trò này tại nhà nhá. Và tất nhiên mọi người đây, mình đi về đây. Bye bye. Cua mẹ, cua mẹ, cua mẹ nha. Mèo đi. Lên 12. Nha. Lên 12.